Xây dựng chính quyền số là một trong những mục tiêu quan trọng mà Bình Dương hướng tới, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm làm đổi mới căn bản hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Cùng với phát triển kinh tế số và xã hội số, chính quyền số được xác định là một trong ba trụ cột ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Thực hiện mục tiêu này, cấp ủy chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ nhiệm vụ giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng nhà nước kết nối 4 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định an toàn, kết nối thông suốt đến 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên toàn tỉnh. Thành phố đã đạt 35 trên 42 mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó là cái kết quả nổi bật nhất là cái việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường điện tử theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông qua thực hiện bộ tiêu chí 766. Thực hiện quyết định số 1214 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh có 1.820 thủ tục hành chính được thực hiện trên không gian mạng. Đến nay, đã có 958 dịch vụ công trực tuyến được thực hiện một phần và 657 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 205 thủ tục hành chính cung cấp thông tin trực tuyến. Tính đến nay, đã có trên 100.200 hồ sơ dịch vụ công được thanh toán trực tuyến. Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thì tính đến nay là trên 83% hồ sơ hành chính của thành phố là được thực hiện trên môi trường điện tử. Trong đó nổi bật nhất là cái lĩnh vực mà đăng ký kinh doanh. Hiện tại 100% mà hồ sơ đầu vào là tiếp nhận hồ sơ điện tử thay cho hồ sơ giấy. Và cái công tác mà số hóa hồ sơ tài liệu đầu vào cũng đầu ra, cũng như là đầu ra thì trung tâm phục vụ hành chính công của thành phố là cũng triển khai thực hiện rất là nghiêm túc. Tỉnh cũng đã triển khai phần mềm quản lý văn bản cho các sở ban ngành địa phương, các cơ quan thuộc ngành dọc và các đơn vị sự nghiệp với hơn 483 đơn vị. Liên kết phần mềm quản lý văn bản với app chính quyền số, liên kết hệ thống phần mềm quản lý văn bản với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho 3 cấp, ký số cá nhân bằng SIM PKI, kết nối liên thông văn bản với các trường học. Trục kết nối và chia sẻ dữ liệu quốc gia và trục của tỉnh thì đã phát huy mạnh mẽ vai trò mình. Kết nối là hơn 29 cái nền tảng cũng như là 17 cái cơ sở dữ liệu để phục vụ kết nối. Đặc biệt là tái sử dụng những cái dữ liệu này phục vụ lại cho cái quá trình mà tương tác giữa chính quyền cũng như là người dân chính quyền. Những cái gì dữ liệu nào mà người chính quyền, cơ quan nhà nước đã lưu trữ thì có thể là người dân không yêu cầu người dân cung cấp lại khi mà thực hiện cái thủ tục hành chính. Với những giải pháp đồng bộ hiệu quả trong đẩy mạnh và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, tạo cơ sở phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh đã đề ra.